Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang có mặt tại A Lưới, Thừa Thiên Huế, cũng giống như bao địa bàn miền núi khác của cả nước. Chương trình 135 được đầu tư từ năm 1998 đến nay đã góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo một cách hiệu quả đối với một huyện miền núi, biên giới có đến hơn 70% dân số là đồng bào các dân tộc ít người. Tuy nhiên, đến nay, A Lưới vẫn có 14 trên tổng số 21 xã, thị trấn được tiếp tục đầu tư giai đoạn 3 chương trình 135 mà Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt. Vậy chương trình này đang được tiến hành tại A Lưới như thế nào? Có phát huy được hiệu quả và đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt ra? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Giới nghèo nhất tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là địa bàn được thụ hưởng chương trình 135, chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi ngay từ khi chương trình được triển khai vào năm 1998. Qua giai đoạn 1 được thực hiện từ năm 1998 đến năm 2006 và giai đoạn 2 từ năm 2006 đến năm 2010. A Lưới đã có hệ thống cơ sở hạ tầng tương đối hoàn chỉnh, bao gồm đường ô tô đến trung tâm xã và mạng lưới giao thông nông thôn từng bước được bê tông hóa. 100% số xã có trường mầm non, trường tiểu học và trung học cơ sở được xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố. 100% số xã có điện lưới quốc gia và trạm y tế. Chương trình 135 giai đoạn 3 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thực hiện từ năm 2012 đến 2015 với hai hợp phần chính. Xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất cũng đã và đang góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân A Lưới. Bà con ở đây rất vui vì những đổi thay của quê hương. Ngày trước, ở đây đi lại rất khó khăn, về mùa mưa hay bị chia cắt. Nhờ dự án có đường giao thông thuận lợi, lại có trường cho con em dân bản học, không phải đi xa. Đau ốm đã có trạm xá, khám chữa bệnh, không mất tiền. Chúng tôi rất cảm ơn Đảng và Nhà nước, mong muốn sẽ được quan tâm hơn nữa, sớm hoàn thành con đường đang thi công. Hôm nay là kể cả đường, kể cả là trường mầm non, rồi là trạm y tế, chỉ có 3 loại thôi, là đều là hiện nay là nhờ của chương trình 135. Mà đều là xã làm là chủ đầu tư thì coi như hiện nay một tí là anh em đi thăm là chỗ mầm non là nhà rất đẹp, cả cái tuyến đường đều là thông suốt từ là thôn Tru 1 cho đến là tới thôn 7. Bữa trước là ngay chỗ là phía dưới cũng đều chưa cắt, phía trên cũng đều chưa cắt, không thể đi qua được, có nhất học sinh rồi là chữa bệnh khi đau ốm là cũng là ách tắc khi trời mưa là coi như là chưa cắt, là 5 chỗ chưa cắt của sáng thủy mà hiện nay là tam ổn. Là nhờ cái là của chương trình 135 đầu tư. Đây là một trong số nhiều công trình ở xã Hồng Thủy được xây dựng từ nguồn vốn của chương trình 135 do xã làm chủ đầu tư và có sự giám sát của cộng đồng. Từng ngày chứng kiến hình ảnh con em mình được vui chơi, học hành dưới mái trường có cơ sở vật chất ngày càng hoàn thiện, người dân nơi đây đều phấn khởi bởi chính mình đã góp phần giám sát để ngôi trường được xây dựng đạt chất lượng cao. Ở bất cứ địa bàn nào của A Lưới đều hiện diện những công trình được đầu tư từ chương trình 135. Ngoài dấu ấn là cơ sở hạ tầng, chương trình 135 còn giúp chính quyền và nhân dân trong vùng dự án tiếp cận và trực tiếp tham gia vào dự án một cách hết sức dân chủ. Quy định phân cấp quản lý dự án thuộc chương trình 135 giao cho cấp xã làm chủ đầu tư trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện và người dân trực tiếp tham gia vào dự án từ khâu lựa chọn dự án theo thứ tự ưu tiên, lập kế hoạch, giám sát thi công cho đến nghiệm thu, đưa công trình vào sử dụng đều công khai, xuất phát từ nhu cầu thực tế và nguyện vọng thiết tha của nhân dân. Tuy nhiên, đối với những địa bàn dân cư không tập trung, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao, nguồn vốn đầu tư cho chương trình 135 giai đoạn 3 cũng còn những hạn chế. Từ mấy lâu nay là chương trình 135 Hoàng chỉ xây dựng được hai cây cầu
Rồi một là cái trường tiểu học thì bởi vì cái vốn là mình trước đây là mình dành dụng là 2 năm để một công trình, làm lục là 3 năm một công trình. Nhưng mà giai đoạn 3 này thì mới được là làm được 3 công trình. Một là công trình tường rào, nhà để xe của trạm y tế. Thì một năm chỉ hỗ trợ được 1 tỷ. Thì 1 tỷ này thì là nói về cái vùng mà khó khăn thì rất là lớn. Nhưng mà nói so với các cái vùng mà để là nhu cầu đầu tư là các cái cơ sở hạ tầng thiết yếu thì chưa đang là bao. Nguồn là hỗ trợ hợp phần sản xuất thì tuy nhiên là sự quan tâm của Đảng Nhà nước rất là lớn. Nhưng mà thực tế mà nói thì khi mà mình phân bổ rồi là cung cấp cho các cái hộ nghèo thì cũng chưa được đáp ứng cái yêu cầu của họ. Ví dụ là một năm trước đây thì từ 120 đến 200, rồi là mới đây thì 300 triệu thì khi mà phân chia chắc hộ nghèo thì không đủ. Đến với A Lưới hôm nay, có thể nhận thấy rõ những đổi thay lớn lao của vùng đất vốn chịu nhiều hậu quả của chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Kết hợp linh hoạt chương trình 135 với nhiều chương trình dự án khác đã phần nào cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc nơi đây. Chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, xóa nhà tạm, xóa nhà tranh tre, nứa lá đã được thực hiện một cách tích cực, triệt để ở A Lưới. Những mái ấm tình thương giúp người dân ổn định cuộc sống, tập trung phát triển kinh tế. Công tác tuyên truyền, vận động, tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, từng bước tác động, làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân. Hệ thống đường giao thông liên thôn, liên xã từ chương trình 135 tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế. Bước qua rào cản của tập quán sản xuất giản đơn, nhỏ lẻ, phương thức canh tác lạc hậu, ngoài tiếp nhận thành thạo quy trình thâm canh lúa nước, đảm bảo an ninh lương thực, nhiều hộ gia đình ở A Roảng, xã biên giới đặc biệt khó khăn của A Lưới đã mạnh dạn vay vốn, đầu tư phát triển trồng rừng, trồng cây công nghiệp. Tuy chưa thành thạo về quy trình kỹ thuật trồng cây cao su, nhưng vừa làm vừa học. Đến nay, anh Trần Quang Thiện ở thôn Hương Sơn, xã A Roảng trồng được 2,5 hectare cao su, giờ đã 5 năm tuổi, hứa hẹn tương lai thoát nghèo, bền vững. Đã có chương trình 135 thì nói chung toàn xã nói chung và thôn Mục Sơn nói riêng thì rất phấn khởi, là nhà nước là đầu tư điện đường trường trạm để thuận lợi cho bà con là đi là một, thứ hai là đầu tư là các dự án, là nhất là về vấn đề là chương trình 134 là xóa nhà tạm, thì nói chung thì Đảng và nhà nước thì quan tâm đến trên nhân dân rất tốt, là điều ai cũng rất mừng và rất phấn khởi. Bản thân tôi thì từ khi mà là từ năm 2001 vừa rồi thì cũng vay vốn của ngân hàng chính sách thì 3 triệu. Thì bản thân tôi cũng mua giống bò. Thế nói chung từ năm 2001 đến nay thì cũng trâu bò cũng có rồi. Đó, từ đó thì đến ngày năm 2005 thì gia đình tôi cũng là có chủ trương 134 thì được cho về căn nhà là số nhà tạm. Sau đó tôi cũng là đăng ký là thoát nghèo. Thì từ năm 2009 đến nay thì các hộ gia đình đều ai cũng phấn khởi, thì là một phần thì nhà nước đầu hỗ trợ, một phần là mình vay vốn để là phát triển kinh tế hộ gia đình. Gia đình tôi thì trồng 2,5 hectare cao su, khoảng 2 năm sau thì sẽ thu hoạch được. Nằm trong 14 xã của A Lưới được tiếp tục đầu tư theo chương trình 135 giai đoạn 3. Tuy không phải là xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất huyện, nhưng Đông Sơn lại thuộc diện khó khăn nhất trong công tác giảm nghèo, bởi địa bàn này bao gồm cả sân bay A So, vùng đất nhiễm chất độc dioxin trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, chưa thể sử dụng để sản xuất. Với 346 hộ gia đình
gồm 1.348 nhân khẩu. Đông Sơn chỉ có 500 hecta đất trồng rừng kinh tế, 87 hecta đất lúa và màu. Thế nên, dù đã được đầu tư hệ thống thủy lợi từ chương trình 135, đảm bảo cung cấp nước sản xuất 2 vụ một năm, nhưng đến nay, toàn xã vẫn còn 88 hộ nghèo, 60 hộ cận nghèo. Giải pháp giảm nghèo bền vững cho những đối tượng này còn rất hạn chế, nhất là khi nguồn vốn hỗ trợ cho hợp phần sản xuất của chương trình 135 giai đoạn 3 vẫn còn hạn hẹp. Hiện nay năm 2014-15 thì nguồn vốn một năm đã được 1,5 tỷ. 1,5 tỷ nhưng trên cơ sở 1,5 tỷ thì các mặt hàng trên thị trường tăng. Thì về quy mô đầu tư thì cũng nó rất khó để mở rộng cái quy mô đầu tư, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái hợp phần hỗ trợ sản xuất. Hợp phần hỗ trợ sản xuất thì trước đây là từ năm 2010 về trước là 200 triệu trên một năm. Từ năm 2011 là 300 triệu. Mà 2014-15 thì tăng thêm là khoảng 450 triệu. Nhưng trên cơ sở đó là hiện nay là có cái quy định chung như vậy, nhưng mà quyết định để phân bổ vốn là chưa có. Với quy mô số tiền được phân bổ như vậy thì cũng khá lớn, nhưng mà cái nguồn ở địa phương là số hộ nghèo và cận nghèo đang còn rất cao, cho nên cái việc sử dụng để có mục đích và có hiệu quả nhất tại địa phương thì cũng rất khó. Đối với chính quyền địa phương rất băn khoăn cái việc mà chọn cái hạng mục để là làm thế nào để nhân dân là thoát nghèo và giảm nghèo một cách bền vững. Đây là những hình ảnh chị em trong chi hội phụ nữ xã Đông Sơn giúp đỡ cho một hội viên nghèo neo đơn san lại diện tích ruộng bấy lâu nay bị đất bồi. Phát ruộng nằm ở vị trí khá thuận lợi về giao thông. Nếu như được cơ giới hóa thì công việc này được thực hiện một cách hết sức đơn giản, nhưng bằng lao động thủ công thì cũng không kém phần nặng nhọc. Thế mới biết, để giúp người nông dân miền núi giảm nghèo bền vững, cần rất nhiều sự hỗ trợ, cả về nâng cao trình độ nhận thức, lẫn chuyển giao khoa học, kỹ thuật, công nghệ và đầu tư trực tiếp, giống cây trồng vật nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, v.v. Trong khi, đối tượng hộ nghèo ở địa bàn miền núi A Lưới lại còn rất nhiều hạn chế. Đất sản xuất thì đất vườn được gần một sao, không đủ sản xuất. Đất ruộng cũng mới có gần 2 sao, một vụ thua được một cùi, 2 cùi, không đủ ăn. Thế thì hai vợ chồng làm thế nào mà đảm bảo cuộc sống cho cả gia đình? Đi làm thuê của họ để là mua được gạo, mua được thức ăn, vừa đưa được tiền cho con đi học. Thế thì bây giờ muốn thoát nghèo thì em nghĩ rằng bây giờ phải làm như thế nào để có thể thoát nghèo được? Bữa nay là cho phạt rừng nữa, không có đất để mà trồng cây này. Thì mình cũng không biết làm chi. Chương trình 135 giai đoạn 3 được phê duyệt thực hiện theo hai giai đoạn 2012-2015 và giai đoạn 2016-2020. Mục tiêu của giai đoạn từ nay đến 2015 phải giảm tỷ lệ hộ nghèo 4% một năm. Đến năm 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt 50% mức bình quân chung khu vực nông thôn của cả nước và hàng loạt tiêu chí khác về các công trình hạ tầng thủy lợi, văn hóa giáo dục đạt chuẩn. Mục tiêu đó đang đặt ra cho A Lưới cần những giải pháp năng động, có tính bứt phá, phát huy hiệu quả chương trình 135, nâng cao thu nhập cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, chương trình 135 giai đoạn 3 trên địa bàn cả nước được thiết kế theo hướng vừa đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển sản xuất và dân sinh, vừa đầu tư trực tiếp đến người dân, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội, tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc, giảm thiểu chênh lệch về khoảng cách phát triển giữa các dân tộc và giữa các vùng miền trong cả nước. Đối với A Lưới, để thực hiện được mục tiêu này cũng không đơn giản. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ với ông Hồ Văn Ngưm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Thưa ông Hồ Văn Ngưm,
Ông có thể cho biết là chương trình 135 giai đoạn 3 ở A Lưới đã và đang được thực hiện như thế nào và có những cái đặc thù gì ạ? Thì đối với A Lưới thì chương trình 135 thì đầu tư hiện nay tổng kinh phí đầu tư cho xây dựng cơ bản là khoảng trên 64 tỷ. Thì như vậy so với yêu cầu thực tế thì như vậy là vẫn chưa đảm bảo về yêu cầu thực tế. Chính vì vậy đặc thù của A Lưới là sẽ tập trung lồng ghép các chương trình, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới, mục tiêu quốc gia, rồi một số chương trình 33, rồi chương trình 160 để chúng ta lồng ghép vào các chương trình để cho công trình của chúng ta cho nó hoàn chỉnh. Thưa ông, qua thực tế tìm hiểu tại cơ sở thì chúng tôi được biết là A Lưới thì đã năng động để mà kết hợp chương trình 135 với nhiều những cái chương trình khác một cách hiệu quả. Vậy thì ông có thể cho biết cụ thể hơn về vấn đề này? Chương trình 135 thì nó đầu tư như vậy là rất là nhỏ giọt. Trong cái đó nhu cầu ví dụ xây dựng một công trình thì khoảng 4-5 tỷ, thì như vậy thì không thể đáp ứng được. Chính vì vậy là huyện đã lồng ghép các nguồn như chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, rồi chương trình về cái giáo dục, rồi chương trình về y tế, rồi một số chương trình khác để làm sao cho đảm bảo nguồn vốn. Ví dụ là hiện nay là chương trình 135 người ta chỉ hỗ trợ một năm là 1,5 tỷ, thì như vậy là tổng công trình là khoảng 5 tỷ. Thì như vậy là nếu muốn làm hoàn thành công trình này thì ít nhất phải 2 năm đến 3 năm trở lên mới hoàn thành. Thì chính vì vậy mà kinh phí khó khăn như vậy, huyện sẽ lồng ghép các nguồn. Đấy, như tôi đã trình bày, ví dụ như nguồn là 33, rồi 160. Đấy, thì một trong những là các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đấy, hiện nay đang tập trung làm, thì như vậy thì chúng ta mới đáp ứng được về chương trình của 135 giai đoạn 3 này. Sau khi lồng ghép như vậy, thì đối với cơ sở là nó có tác động rất là lớn để tạo công ăn việc làm, rồi tạo lấy bộ mặt của xã nó khang trang. Thì nếu mà chúng ta không lồng ghép thì chúng ta làm một công trình như vậy mà dễ dàng như vậy thì cũng rất là khó. Thì chính vì vậy mà cái chuyện lồng ghép này nó rất là hiệu quả, bổ ích đối với các xã, và nó cũng tránh tình trạng là chồng chéo về nguồn vốn. Đấy, thì đây là một trong những vấn đề mà huyện cảm thấy là làm như vậy rất là hiệu quả và được các xã và nhân dân hưởng ứng. Thưa ông, như vậy là đến bây giờ thì cái chương trình 135 ở A Lưới thì còn có những cái khó khăn gì không ạ? Như chúng ta đã biết, chương trình 135 thì thời gian qua đã có hiệu quả như vậy. Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tế hiện nay về đặc biệt về xây dựng cơ bản và hỗ trợ phát triển sản xuất hiện nay đang còn là rất là khó khăn. Cái thứ nhất là về là xây dựng cơ sở hạ tầng, thì hiện nay là một số trụ sở rồi trường học rồi trạm xá hiện nay là chưa được kiến cố hóa. Đấy, đường giao thông hiện nay cũng một số xã hiện nay cũng là chưa đảm bảo. Đấy, chính vì vậy thì một năm như vậy mà đầu tư 1,5 tỷ như vậy thì là không đủ để mà đầu tư đấy, cho đảm bảo các công trình. Mặc dù năm này đầu tư 1,5 tỷ cho đường thì chúng ta sẽ không đầu tư được về các trường học rồi các trường mẫu giáo. Đấy, thì về nước sinh hoạt rồi vấn đề y tế, nó nhiều vấn đề liên quan như vậy, cho nên 1,5 tỷ mặc dù là có tăng so với những giai đoạn trước, nhưng mà về xây dựng cơ bản như vậy vẫn chưa đảm bảo, đấy, nó còn thiếu vốn là rất là lớn. Đấy, còn riêng về hỗ trợ phát triển sản xuất thì như chị đã biết, đời sống của bà con nhân dân A Lưới hiện nay đa số là con em dân tộc thiểu số, nhận thức đang còn rất là hạn chế, cho nên việc mà tập huấn rồi đầu tư làm mô hình là rất là khó khăn. Thì trong quá trình làm mô hình thì có thể là rất là thành công, nhưng mà giữ lại mô hình mà để cho bà con học tập và làm theo và để làm giàu thoát nghèo sau này cũng rất là khó. Đối với A Lưới thì đề xuất với chương trình 135, cái thứ nhất là có thể là đối với xây dựng cơ bản thì như vậy chúng ta có thể là tăng thêm về vấn đề kinh phí để đầu tư cho dứt điểm. Ví dụ một công trình là xây dựng 5 tỷ thì chúng ta có thể bố trí cho trong một ít nhất là ví dụ một năm không đủ thì khoảng 2 năm là được. Đấy, thì như hiện nay là một công trình 5 tỷ thì huyện phải làm đến 3-4 năm. Còn về phía huyện thì sẽ cố gắng lồng ghép các chương trình khác, ví dụ chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới cũng sẽ tập trung vào một số xã nghèo đấy, để làm sao mà xây dựng nông thôn mới sẽ thành công. Nhưng đối với hỗ trợ phát triển sản xuất thì đây là một trong những vấn đề rất là nhức nhối, đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới, tiêu chí mà nâng cao thu nhập hiện nay rất là khó đấy, mà cái này là được đảng bộ và nhân dân rất là quan tâm, cho nên hiện nay mà một xã như vậy là 450 triệu như vậy thì cũng là không đảm bảo yêu cầu đối với các xã, đối với các hộ nghèo. Đấy, đặc biệt chúng ta hỗ trợ về cơ sở vật chất thì là được đảm bảo một lần thôi, còn mà về lâu dài thì rất là khó. Xây dựng mô hình thì thành công, nhưng mà để mà nhân rộng mô hình và giữ lại mô hình đó để bà con tiếp tục sản xuất và tạo thu nhập ổn định thì hiện nay là rất là khó.
Chính vì vậy, thời gian tới sẽ tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền, để tuyên truyền và tập huấn về vấn đề là khoa học kỹ thuật, để đặc biệt trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp để bà con tham gia sản xuất có hiệu quả. Xin cảm ơn ông Hồ Văn Ngư về nội dung cuộc trao đổi hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, qua phần trao đổi với ông Hồ Văn Ngư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện A Lưới, chúng ta đã phần nào hiểu rõ những cái nỗ lực của cán bộ và nhân dân huyện A Lưới trong tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn của chương trình 135 một cách hiệu quả để phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là để giúp đồng bào các dân tộc ở đây giảm nghèo một cách bền vững. Phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với Hương Lâm, một xã nghèo của huyện A Lưới đã được đầu tư từ chương trình 135 trước đây, nay đã thoát nghèo và trở thành xã điểm về xây dựng nông thôn mới của huyện A Lưới. Xã Hương Lâm nằm ở phía nam huyện A Lưới, dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh. Nhờ thuận lợi về giao thông và hệ thống cơ sở hạ tầng và kinh tế phát triển, những khu vực tập trung dân cư ở đây đang từng bước được đô thị hóa. Đặc điểm dễ nhận thấy nhất ở Hương Lâm là hệ thống các trường học, từ bậc mầm non đến trung học cơ sở, đều được đầu tư từ chương trình 135 trước đây, đã và đang tiếp tục phát huy hiệu quả. Ngay từ khi kinh tế còn không ít khó khăn, chính quyền và người dân Hương Lâm đã lựa chọn hạng mục đầu tư trong chương trình 135 là ưu tiên phát triển giáo dục một cách đồng bộ. Chính vì vậy mà các cơ sở trường học ở đây đều được đầu tư đồng bộ, bao gồm cả phòng học và các trang thiết bị phụ trợ, sách giáo khoa, phòng thí nghiệm, đồ dùng dạy học, hệ thống sân chơi, bãi tập. Nhờ đó, chất lượng giáo dục ở đây từng bước được nâng cao, thu hút học sinh đến trường. Khi mà Hương Lâm được vào trong cái địa bàn hưởng chương trình 135 thì ngoài cái sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương ra thì ở trường thì cũng có rất là nhiều thuận lợi. Đó là được Ủy ban nhân dân xã Hương Lâm là đầu tư rất là lớn về cái cơ sở vật chất. Hiện tại là trường cũng rất là khang trang. Và ở trên trục đường Hồ Chí Minh, ngoài cái cơ sở chính ở đây ra thì trường có thêm một cái cơ sở lẻ ở ngoài canon vậy, xây hai phòng rất là đẹp, rất là rộng rãi. Từ đó là trước đây tỷ lệ học sinh vào học của trường á là phải 3-5%, nhưng mà từ ngày mà có chương trình 135 á thì cái tỷ lệ học sinh vào học là nó giảm đi, và cụ thể những năm về sau á là còn dưới 1%, lúc nào còn vượt chỉ tiêu của phòng này ra. Và như năm vừa rồi á thì dưới trước đây 0.5%. Kinh nghiệm thực tiễn tại Hương Lâm cho thấy, một trong những biện pháp góp phần tích cực giúp người dân vươn lên thoát nghèo là vận động người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng mô hình phát triển kinh tế phù hợp. Cán bộ khuyến nông luôn sâu sát đến tận hộ gia đình, hướng dẫn, chuyển giao quy trình kỹ thuật trồng trọt, sản xuất, chăn nuôi. Đồng thời, bản thân cán bộ và gia đình cũng gương mẫu đi đầu trong ứng dụng quy trình công nghệ, đưa những giống cây trồng, vật nuôi mới vào sản xuất, xây dựng những mô hình điểm để bà con tham quan, học tập và nhân rộng, từng bước giúp người dân chủ động sản xuất, đạt hiệu quả kinh tế ngày càng cao. Những năm trước thì chủ yếu là bà con lương thực là sắn là chủ yếu, nhưng mà qua được cái hỗ trợ về các cái hợp phần phát triển sản xuất, nhất là tập huấn kỹ thuật, rồi nâng cao về vấn đề nhận thức và chuyển giao khoa học kỹ thuật thì chúng tôi đã dần dần là thay đổi được cái nhận thức của bà con. Bà con đến hôm nay thì về lúa nước nhé, như chị thấy đó, bà con đã biết là canh tác, biết bọt phân, biết chăm sóc, rồi biết phòng trừ sâu bệnh. Còn về những cái hợp phân phát triển sản xuất khác như là trồng trọt, rồi là chăn nuôi, nhất là phát triển về kinh tế rừng, thì hiện nay thì trước đây có lồng ghép được các chương trình của 135 làm cả mô hình, rồi là chương trình ADB, nhất là cái chương trình ADB cũng đầu tư lớn vào các cái mô hình phát triển về cái sản xuất trong rừng, kinh tế, từ đó và nâng cao được cái đời sống. Còn về vấn đề chăn nuôi trước đấy thì
chăn nuôi cứ mang tính là coi như thả rong, hiện nay đã tập trung vào chăn nuôi như bò rồi chăn nuôi cá rồi chăn nuôi lợn, thì bà con đã biết ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, có chuồng trại rồi là tận dụng được cái phân bón về chăn nuôi để hỗ trợ cho vấn đề sản xuất nông nghiệp càng ngày là càng được phát triển và có tính bền vững. Trong giờ hiện nay chúng tôi đang thực hiện được chương trình xây dựng nông thôn mới, đó thì đã là gọi là chương trình nông thôn mới, thì muốn thực triển khai chương trình tốt thì trước hết là cán bộ phải làm gương, đó thì cán bộ phải làm gương, thì bây giờ toàn bộ mọi việc thì bây giờ không chỉ là cán bộ chỉ đạo tức là bằng tức là lý thuyết, nhưng mà anh phải thực tiễn, đó cho nên bây giờ chúng tôi là phát động toàn dân tức là chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nó có hiệu quả, nó mang hiệu quả lại kinh tế cao. Đặc biệt như hiện nay thì chúng tôi đang phát triển tức là trồng các loại cây kinh tế như keo, đó sau đó chúng tôi mở rộng ra, đó là phát triển tiếp tục là mô tức là cái hướng trồng cây cao su. Đó muốn làm cái này thì đặc biệt đối với cây cao su là một chương trình cây rất khó đó để làm, đó đặc biệt người dân ấy thì họ chưa am hiểu cây cao su, thì đòi hỏi cái này là chúng tôi đưa ra cái tiêu chí mỗi cán bộ đảng viên đó tức là phải triển khai thực hiện tức là tối thiểu một anh phải đạt tức là từ 1.000 một vùng trở lên, đó đối với cái chương trình cao su tiêu điển. Đó thì cho nên vừa rồi chúng tôi là chuyển dần, đó là vừa rồi thì cũng đã hình thành quy hoạch một số vùng mà có thể phù hợp, vùng nào là hợp trồng cây cao su, vùng nào là hợp trồng cây keo và vùng nào thì là tiếp tục cơ cấu là trồng các loại cây bản địa. Từ một xã có tỷ lệ hộ nghèo 26,6% vào năm 2001, nhờ sự lựa chọn phù hợp các hạng mục đầu tư từ chương trình 135 và tiếp nhận đầu tư một cách hiệu quả, phối hợp với vận dụng linh hoạt nhiều nguồn vốn đầu tư từ các chương trình phát triển kinh tế xã hội khác, cuối năm 2010, Hương Lâm được công nhận hoàn thành mục tiêu chương trình 135. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong toàn xã chỉ còn 4,52%. Điển hình của Hương Lâm là thực tiễn sinh động để A Lưới nhân rộng nhằm hoàn thành mục tiêu của chương trình 135 giai đoạn 3 trong thời gian sớm nhất.